một vực sâu ngắn đôi, đường đi đến Chúa tôi và non cao chất ngơ chắn lối tôi rồi. Vào giờ phút khốn khó nhìn lên đến Giê-xu cầu khấn dành Ngài giữa đêm mịt. Và trong đêm tối ấy Chúa với yêu thương đầy nói đến thân tôi làm lỗi bao ngày. Mọi việc này xong xuôi, Giê-xu phán với tôi, chính con trời lẽ sống cho đời. Dù biết thấu em hồng thân qua đơn nào, làm sao tôi biết rõ yêu đơn ra sao. Ngài là vua vinh quang, đành cam xuống thế gian mang lấy so yeah.